Án Giai River Thủ Thiêm. Đây là một dự án được thiết kế và được thực hiện bởi chủ đầu tư là GS, một trong những tập đoàn này đầu tư xây dựng rất là lớn của Hàn Quốc. Và chúng ta xin bắt đầu. Thì thành phần hôm nay chúng ta tham gia có bên ERA Việt Nam và bên một số anh chị bên sàn có tham gia bán. Thì em xin giới thiệu đây dự án thì của chúng ta thì có rất nhiều điểm mạnh, thì trong đó có 5 lý do chúng ta phải quan tâm. Đó là đầu tiên là cái vị trí của dự án. Thì vị trí của dự án hiện nay là nằm ở vị trí rất là đắc địa của Thủ Thiêm. Đó là nằm ở hai cái mặt tiền rất lớn là đường Hữu Cơ Thành. Đây là đường chúng ta, đường này là kết nối từ cầu Sài Gòn, của Thủ Thiêm 1 và đi thẳng đến khu đô thị Sa La. Và trong tương lai thì sẽ có một cái cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông, và chúng ta từ đây chúng ta có thể kết nối trực tiếp với quận 7. Đó. Và con đường thứ hai đó là con đường Trần Bạch Đằng, thì đây là đại lộ vòng cung và kết nối tất cả các dự án rất là lớn, tất cả các dự án lớn của khu vực Thủ Thiêm. Đó. Ở đây đó là vị trí cực kỳ đắc địa. Yếu tố thứ hai đó là cái pháp lý của chủ đầu tư, thì là hiện nay là dự án là có một cái pháp lý rất là chuẩn chỉnh, đó là đã có cái giấy phép đủ điều kiện mở bán do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp vào tháng đầu năm 2022. Và đây là một cái điểm rất là mạnh, là cái điều kiện để thực hiện mở bán trong giai đoạn sắp tới đối với cái giai đoạn đầu tiên này. Thì dự án này thì hiện tại do là tình hình thị trường chung cũng như là cũng theo cái yêu cầu khách hàng, nên là về mặt pháp lý thì đang sắp tới thì sẽ ký bằng hình thức là hợp đồng đặt cọc. Cái mục đích của việc ký hợp đồng đặt cọc này ấy là để đảm bảo cho cái tính khả thi trong việc bán hàng cũng như là theo cái nhu cầu của thị trường. Thì theo thông tin của chủ đầu tư cho biết thì là cái việc mà mua bán ấy thì chúng ta có thể ký hợp đồng mua bán ngay, nhưng mà họ vẫn muốn là giãn cái thời gian thanh toán ra để đảm bảo cái khả thi của phương án của khách hàng. Và cũng có thể giới thiệu hai cái tòa. Hiện nay thì về mặt tổng quan của dự án thì chúng ta có hai tòa tháp, đó là tòa T1 là cao 25 tầng và tòa T2 là cao 32 tầng. Đó, ngoài ra thì ngoài hai tháp này ra thì chúng ta có các sản phẩm như là shop house nằm ở cuối đế, rồi là các căn hộ để ở nằm ở cũng ở cuối đế luôn. Và ngoài ra chúng ta còn có dãy nhà phố là khoảng 10 căn ở đằng mặt sau này. Thì về tên gọi thì cái tháp này là tòa T1 là 25 tầng, tháp này là T2 là 32 tầng, còn các căn mặt là mặt ngoài hai trục đường lớn này thì gọi là podium, và bên kia bên đằng sau cái nằm ở trục đường nhỏ hơn là gọi là low rise, gọi là nhà phố, nhà phố tập tầng. Bốn phòng ngủ duplex và penthouse. Và căn T2 của chúng ta thì cũng cơ cấu cũng tương tự như T1, tuy nhiên là chúng ta có thêm một sản phẩm là căn phòng ngủ của T2.